Mặc dù được các con cháu chăm sóc chu đáo, nhưng cụ Nguyễn Thị Sáu ở thị trấn Bát Sát vẫn đăng ký tham gia mô hình dưỡng lão tự nguyện tại Trung tâm Công tác Xã hội. Tại mái nhà chung, những âu lo tuổi già đều bị bỏ lại phía sau, thay vào đó là niềm vui sống. Tôi ở nhà mình buồn, thế cho nên là tôi vào trung tâm đây được cán bộ trung tâm, các anh các chị phục vụ ở nơi đến chốn và ăn uống đầy đủ. Ở đây là vui, và hai nữa là ốm đau đã có cán bộ ở đây trung tâm phục vụ. Từ 4 thành viên ban đầu, đến nay ngôi nhà vui vẻ của dịch vụ dưỡng lão tự nguyện đã tăng lên 10 thành viên và chuẩn bị đón thêm 5 thành viên mới sau khi hoàn thiện khâu thẩm định hồ sơ. Với mức kinh phí tự nguyện khoảng 3 đến 6 triệu đồng một tháng tùy dịch vụ chăm sóc, những thành viên được chăm lo về mọi mặt từ sức khỏe đến đời sống tinh thần. Các cụ có bệnh nền ở đây thì sẽ thường có chế độ ăn riêng. Các cụ sẽ ăn nhạt hơn những cái người khác để đảm bảo cho cái tim mạch nó tốt hơn. Tức là một ngày mình sẽ đo huyết áp cho cụ là 2 lần, sáng và chiều, để mà kịp thời cập nhật những cái biến động của các cụ để mình kịp thời đưa cụ đi khám. Ngoài cái công tác thăm khám chữa bệnh này, rồi là công tác về dinh dưỡng, thì các cụ sẽ tập luyện theo cái chế độ vận động nhẹ nhàng thôi, là tùy từ sức khỏe của mỗi cụ. Trung tâm chúng tôi cũng sẽ tiếp tục thực hiện công tác truyền thông để nâng cao nhận thức của cộng đồng về cái lĩnh vực này, về cái mô hình này. Chúng tôi đang nghiên cứu, tới đây sẽ bổ sung vào, đó là cái bán trú cho các cụ. Ví dụ như là các cụ mà buổi sáng con cái đưa các cụ vào đây sinh hoạt chung cùng với tất cả người cao tuổi trong trung tâm. Thế sau đó hết buổi chiều, các con có thể đến đón các cụ về sinh hoạt chung cùng với gia đình, vừa gắn kết gia đình và vừa có cái mặt hỗ trợ về mặt tinh thần cho các cụ. Trong nhịp sống hiện đại, con cái vì bận bịu công việc hoặc đi làm ăn xa, không có điều kiện chăm sóc tốt cho bố mẹ mình. Mô hình dưỡng lão tự nguyện được hình thành và phát triển sẽ tạo môi trường sống phù hợp và ý nghĩa cho người cao tuổi, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội.